Xin chào các bác nha. Hôm nay em lại lên một siêu phẩm nữa, đấy là bách hoa. Siêu phẩm bách hoa. Bách hoa này là dòng Satsuma. Đẹp tuyệt vời luôn các bạn. Đây các bác ngắm. Đấy, các bác xem. Men dạn nha. Đặc trưng men dạn của Satsuma luôn. Phải trăm hoa luôn chứ không là. Bách hoa rất là nhiều hoa, trăm hoa đây là. Quá đẹp cho tác phẩm này nha. Các bạn thấy chưa? Tuyệt vời chưa? Bạn nhìn kỹ này, đấy, vẽ rất nhiều màu vàng nha, sờ gợn nét cả lên các bạn, chân đế nha, mình quá sâu tuổi rồi, cái dòng bách hoa mới bây giờ nhìn trông cứ giả giả ấy, cái chất lượng vàng nó không được đẹp các bạn. Phải bách hoa ngày xưa này thì vàng nó mới đẹp. Bây giờ càng ngày cái men với cái màu nó xấu hơn ngày xưa rồi. Các bạn nhìn men dạng này. Men dạng thôi rồi luôn. Nó kích thước các bạn xem nha. Nó kích thước nha. Kích thước đây các bạn này. 38 này, 38 này, miệng là 14, miệng 14, con bề ngang này rơi vào 14-15, con này dáng gầy, được bị đẹp các bạn, quá mảnh mai. Quá mảnh mai và rất là tuyệt vời luôn. Bạn ngắm đi. Nó thấy đẹp chưa? Siêu phẩm chưa? Bình lành tít nha. Để em cho các bác xem triện này. Triện này. Triện này. Triện vàng này đỏ nha. Nhìn đấy, men dạ này, cực kỳ đẹp chưa? Quá là siêu phẩm luôn. Quá siêu phẩm các bạn. Bác cần cứ liên hệ em nha, số điện thoại em để dưới phần mô tả, Zalo các bạn cứ kết bạn Zalo em gửi hình ảnh cụ thể nhé, cho em chào các bác nha, hẹn các bác video tiếp theo, các bác nhớ like cho em một cái. Nhiều bác cứ thắc mắc là mà em nói nhỏ nhưng không phải đâu, máy của các bác có vấn đề đấy, em nghe lại của em to lắm, sức hết cả đầu luôn, không hề nhỏ tí nào nhá. Goodbye, goodbye.